Tình yêu này mộng mới giờ tan vỡ, thôi cũng đành xếp riêng đầy than hồn nhiên trả hết người xa đi để sầu lên trăng vàng đi hay xuân chết trong khung trời im vắng. Nè bây giờ mình qua mi là một nè, thì là pha thăng thứ bảy. Chia ly người còn nắm đôi vai này, ta từ mà đôi em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiều vàng hai. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cạn. Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình học guitar cùng với Vinh Khánh. Hôm nay chúng ta sẽ học nâng cao một chút xíu về cái tiến trình hay còn gọi là vòng hòa thanh 2-5-1 và ứng dụng nó vào bài hát như thế nào. Thật sự nói về nâng cao vậy chứ nó không khó đâu. Quý vị xem hết clip để chúng ta nắm được kiến thức và chúng ta áp dụng vào để chúng ta xử lý cho nó êm cái bài hát và nó hay hơn. Nếu như không có biết vòng hòa thanh áp dụng 2-5-1 này thì vẫn chơi được bình thường. Nhưng mà khi chúng ta biết được thì chúng ta sẽ ứng dụng nó dễ hơn nha. Mọi người xem hết clip. Và Khánh không đánh điệu, Khánh sẽ ứng dụng trên 3 bài hát mà không đánh điệu, Khánh chỉ rải xuống thôi để mọi người biết được là cái nhịp, cái phách để mọi người tập cho nó dễ ha. Biết được cái phách đó đưa hợp âm vô ví dụ bài đầu tiên là bài ước gì, giọng son trưởng nha. Nhịp chân nè, bây giờ em đã sống là mình vô cái nhịp, cái phách đầu tiên ha. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiều vàng hai. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cạn. Ok, như vậy thì mọi người vừa thấy đó là Khánh sẽ dùng ở trong cái bài này, Khánh sẽ có hai câu để chúng ta sử dụng tiến trình 2-5-1. Vậy thì cái một, số 1 là cái hợp âm mình muốn đến. Mình lấy cái số 1, ví dụ là hợp âm mi thứ là mình muốn đến nè. Mi thứ là hợp âm số 1 mình muốn đến. Thì mi là bậc 1. Vậy thì pha mình sẽ, mi là bậc 1 nè. Ở đây là pha. Pha này thì có thể là pha thăng đêm hoặc là pha pha thứ 7 hoặc là pha thứ cũng được nha. Nhưng mà thanh thường là Khánh sử dụng pha thứ bảy, pha thăng thứ bảy. Tại vì sao? Từ mi sang pha nó phải thỏa mãn là một cung, nhưng mà mi sang pha có nửa cung mà phải thăng lên ha. Như vậy thì khoảng cách này là một cung đó, là một qua hai nè, mi là một nè, mi thứ là một qua hai đúng không ạ. Bậc năm pha son la si là si bảy hay là si trưởng cũng được, mà thường Khánh dùng si bảy ha. Thì mọi người nhìn lại nè. Em đã sống những đêm trời có pha thứ nè, một phách nè, ánh trăng chiếu vào, vậy là hai. Hai là sao ạ? Hai đây là mi thứ là một nè, một là mình muốn đến ha. Hai là âm pha thanh thứ bảy, ok, và hợp âm năm, bậc năm của si mi là si bảy, ok, rất là dễ không ạ. Hết làm lại nha. Em đã sống những đêm một này, ánh trăng chiếu vàng, đúng không ạ? Rồi bây giờ cái hợp âm tiếp theo mà Khánh trong bài này luôn Khánh muốn đến, đó là hợp âm đô trưởng. Vậy thì đô trưởng là bậc một, đô rê nha. Thì đô đô rê một cung là đúng rồi nè, thì mình dùng là rê thứ bảy ha. Rê mi fa son là son trưởng, ok, như vậy ha, rất dễ. À, làm lại. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng hai. Em đã sống rồi, mọi người nhìn thấy ha. Như vậy thì hai năm là nó rơi hai hợp âm đó, mọi thứ nó rơi có một phách à. Như vậy thì chúng ta chỉ cần là rải xuống hoặc là chúng ta móc cái dây đó. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
người thấy ạ. Vậy vừa rồi thì chúng ta vừa trải qua hai cái để chúng ta tập. Như vậy thì tới lúc này mọi người sẽ hỏi rằng là làm sao mình biết để mình ứng dụng vào cái lúc nào để mình sử dụng cái tiến trình 2-5-1 này. Thì cái này là mình sẽ gọi là nâng cao mà. Nâng cao thì mọi người phải sao ạ? Phải rèn luyện cho mình cái tính kỹ lưỡng để sử dụng hợp âm cho nó hay. Nếu mà chúng ta không kỹ và chúng ta không nghiên cứu một cái bài nó nhiều thì chúng ta cũng sẽ không có sử dụng nhiều với cái tiến trình này, chúng ta chỉ đánh đơn giản thôi ha quý vị ha, quý vị nắm ha, nắm cái tiến trình 2-5-1 này ha. Ok, hay gọi là passing chord thì nó rơi vào cái 2 và cái 5 đã rơi vào một phát thôi, 2-5 đã qua một liền. Ok rồi, tới bài thứ hai là cái bài xa xưa mà chúng ta có thể dễ dàng thấy là cái bài thứ hai là bài nhạc Hoa chỉ còn mình anh, cùng với lại vòng âm mi thứ son chuẩn. Người xa đi để sầu lên trăng vàng đi ngày xuân chết trong khung trời im vắng nè. Bây giờ mình qua mi là một nè, thì là pha thăng thứ 7. Chia ly người còn đắm đôi vai này. Ok, như vậy thì chúng ta dễ dàng thấy thêm một cái nữa. Thật ạ, cái tiến trình mà chúng ta sử dụng là pha thăng thứ 7 C7 qua mi. Người xa đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi, như vậy mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy nó rất là hay. Rồi ha, đó là tiến trình 2-5-1, hai phách, hai một phách, năm một phách, qua một. Rồi một bài nữa cho mọi người cũng thấy rõ ha. Cái này phải rất là kỹ, bởi vì trên hợp âm mà mọi người nhìn thấy không có tiến trình này, nó thuộc dạng nâng cao rồi ha. Và khi mà chúng ta chơi nhiều chúng ta sẽ biết bỏ cái tiến trình này vào đó. Cái này nó thuộc về cái người nhạc công chơi phải đào sâu, phải suy nghĩ về quá trình hòa thanh, chứ không phải lúc nào cũng xuất hiện ha. Và không phải lúc nào chúng ta cũng ứng dụng mà nó thành công, bởi vì có cái đoạn nó ứng dụng hay, có đoạn chúng ta không ứng dụng được. Nên là chúng ta phải thực hiện nó nhiều lần để cho quen. Bài thứ 3 mà chúng Khánh muốn nói là bài Nàng Thơ ha. Và phần điệp khúc nó sẽ ở trên hợp âm này mà Khánh hợp âm Việt bài Nàng Thơ ha, của Hoàng Dũng đó. Tiếng yêu này mộng mới giờ tan vỡ thôi cũng đành xin riêng đầy thân hồn nhiên. Rồi mọi người thấy rõ ha, rất rõ rằng cái tiến trình 2-5-1 xảy ra nè. Tiếng yêu này mộng mới giờ tan vỡ thôi cũng đành xin riêng những ngày tháng hồn nhiên. Là rê vẫn là qua đô, thì là hai của đô, bậc hai của đô là rê thứ 7 son chuẩn và qua đây. Đây là tiến trình 2-5-1 ha. Khi nào chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ hiểu cái bài này nâng cao, thì là Khánh biết rằng là sẽ có rất ít các anh chị các bạn nắm được, bởi vì cái bậc của nó và cách sử dụng của nó thì nó phải chuyên hơn và chúng ta phải hiểu vòng hòa thâm thân. Nên là đa phần là Khánh ít có khi nào nói về những cái tiến trình này đó. Khánh muốn làm sao cái cơ bản mọi người nắm trước thật nhiều cái cơ bản, rồi tư duy đào sâu thì chúng ta sẽ ra được những cái nó hay hơn. Và Khánh sẽ cố gắng làm sao mà có được những cái bài hướng dẫn nói về những cái tiến trình này nó hay hơn nữa, và những cái vòng thanh khác để mọi người có thể lấy ra làm ứng dụng nha. Các anh chị các bạn cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi hết video clip này. Hãy đăng ký theo dõi kênh để nhận được những clip mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mọi người hiểu và chơi vui vẻ, nhìn thấy rõ những đường đi của vòng hòa thanh. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Đăng ký theo dõi kênh nha. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt.